Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Đức Bổn Sư Đại Lợi Bậc A La Hán chánh đẳng chánh thiện sư như này thì mà không thầy chỉ dạy. Bồ tham sa ga na ga cha mi tham ma hi sa ga na ga cha mi sa ga ai sa ga na ga cha mi. Chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Phật, chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Phật, chúng con xin thành kính đảnh lễ chư Tăng. Hôm nay là ngày 23 tháng 11 năm 2023, tức là ngày 11 tháng 10 năm Quý Mão. Chúng con cùng nhau sinh vật từ tập hợp pháp của Đức Diệu Sinh trên bầu trời thiên dương thiên thành chiếu pháp nhà hội cho chúng con tu tập thực sự là đạt tới tam ba sa văn ca lo yam văn nam ta tam ba sa văn ca lo yam văn nam ta tam ba sa văn ca lo yam văn nam ta. Và xin kính chào tất cả các bạn ở Mỹ. Happy Thanksgiving. Hôm nay là ngày lễ tạ ơn. Mình sẽ hôm nay có dịp cùng nhau tu tập một phẩm rất là dài, phẩm rắn độc. Thì phẩm này đó có nhiều bài đúc kết những cái điều, tóm tắt là những cái điều rất là quan trọng để mình ôn lại. Thì mình đã tu tập qua từng phần chi tiết rồi, thì hôm nay mình ôn lại. Thì tôi xin nhường lại cho chị Xuyên Nga giới thiệu, rồi sau đó mình cùng nhau đọc từng phần rồi cùng nhau tu tập thảo luận. Xin mời chị Xuyên Nga. Xin kính chào tất cả các bạn hội trong nhóm. Hôm nay mình học tiếp tục về cái tương ân bộ ở cái phẩm kế tiếp này. Rồi cái phẩm về cái rắn độc. Thì trong này thì cái bài này thì Đức Thế Tôn có những cái gọi là thí dụ để so sánh những cái sự nguy hiểm đối với cái thân này là như thế nào, để cho những người tu tập cần phải quán chiếu để mà từ bỏ và không có nên nắm bám víu vào, nhất là về cái thân tâm này. Thì mời bạn nào đọc thì mình cùng lắng nghe. Xin mời bạn nào tình nguyện đọc. Đọc từng phần tới đâu thì chị Xuyên Nga sẽ dừng lại, mình cùng nhau đóng góp chia sẻ. Dạ, xin mời ạ. Dạ, chị Diệu Lai mở bài được chưa, chị Diệu Lai? Hay là Kim Phượng? Dạ. Dạ. Diệu Lai xin đọc. Dạ, sao thú. Dạ, dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ là xin đọc bài hôm nay. Chương 1, tương ưng sáu xứ. Phần 2, 50 kinh thứ 2. Phẩm rắn độc. Bài 197, rắn độc. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Sabati, gọi các tỳ kheo. Thế Tôn nói như sau. Ví như, này các tỳ kheo, có bốn con rắn độc với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt. Rồi có người đến, muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ. Người ta nói với người ấy, này bạn, có bốn con rắn độc này, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt. Thỉnh thoảng hãy thức chúng dậy, thỉnh thoảng hãy tắm cho chúng, thỉnh thoảng hãy cho chúng ăn, thỉnh thoảng hãy cho chúng vào huyệt để ngủ. Này bạn, nếu một trong bốn con rắn độc này
với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, tức giận thời này bạn sẽ đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Vậy này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ cần phải làm. Rồi này các tỳ kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con rắn độc, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, chạy trốn chỗ này, chỗ kia. Người ta nói với người ấy, này bạn, có năm kẻ sát nhân thù địch này đang đi theo sau lưng bạn. Chúng nói, khi nào chúng ta thấy nó, chúng ta sẽ giết nó. Này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ là phải làm. Rồi này các tỳ kheo, người ấy thấy quá sợ hãi bốn con rắn độc ấy, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, quá sợ hãi năm tên sát nhân thù địch ấy, chạy đi trốn chỗ này, chỗ kia. Người ta nói với người ấy, này bạn, có một tên thứ sáu cướp nhà, giết người, với ngọn kiếm giơ lên, đang đi theo sau lưng bạn. Nó nói, khi nào ta thấy nó, ta sẽ chém đầu nó. Này bạn, hãy làm những gì bạn cần. Này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ là phải làm. Rồi, này các tỳ kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con rắn độc, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, quá sợ hãi năm tên sát nhân, thù địch, quá sợ hãi tên thứ sáu cướp nhà, giết người với ngọn kiếm giơ lên, chạy đi trốn chỗ này, chỗ kia. Rồi người ấy thấy một ngôi làng trống, không, nhà nào người ấy đi vào, người ấy vào chỗ trống không, vào chỗ rỗng không, vào chỗ huyệt không, người ấy sờ đến đồ dùng nào, người ấy sờ chỗ trống không, người ấy sờ chỗ rỗng không, người ấy sờ chỗ huyệt không. Người ta nói với người ấy, này bạn, bọn cướp phá hoại làng sẽ đánh cướp ngôi làng trống không này. Này bạn, hãy làm những gì bạn nghĩ là phải làm. Rồi này các tỳ kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con rắn độc, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, quá sợ hãi năm tên giết người thù địch, quá sợ hãi tên thứ sáu cướp nhà, giết người với ngọn kiếm giơ lên, quá sợ hãi với tên cướp làng, liền chạy đi trốn chỗ này, chỗ kia. Rồi người ấy thấy một đầm nước lớn, bờ bên này đầy những sợ hãi, nguy hiểm, bờ bên kia được an ổn, không có sợ hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua, không có chỗ cầu để đi qua, đi lại. Rồi này các tỳ kheo, người ấy suy nghĩ như sau, đây là vùng nước động, bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, bờ bên kia an ổn, không kinh hãi, nhưng không có thuyền để vượt qua, cũng không có cầu bắc qua từ bờ bên này đến bờ bên kia. Nay ta hãy thâu góp cỏ cây, nhành lá, cột lại thành chiếc bè, nhờ chiếc bè này tinh tấn dùng tay chân, ta có thể vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Rồi này các tỳ kheo, người ấy thâu góp cỏ cây, nhành lá, cột lại thành chiếc bè, nhờ chiếc bè này tinh tấn dùng tay chân, người ấy vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Vị Bà La Môn vượt qua bờ bên kia, đứng trên đất liền. Ví dạ, dụ chị, này dạ, chị dừng lại. Dạ. Dạ. Sa thú. Dạ, sa thú có thể dừng lại ở đây. Ở phía dưới là cái phần giải thích về cái ví dụ này. Thì ở trên này là một cái đoạn mà Đức Thế Tôn ví dụ những cái sự nguy hiểm đến đối với lại một cái người mà gặp ở trái bên này bên kia chỗ nào cũng gặp những cái sự nguy hiểm ăn rình rập. Thì những cái sự nguy hiểm rình rập đó nó có thể cướp mạng lúc nào và có thể làm khổ đạo lúc nào, không cần biết. Thì ở đây một chút xíu nữa thì mình đọc ở dưới phần dưới thì biết được cái phần ví dụ thì mình dễ gọi là trao đổi hơn.
Còn đây thì mình thấy nếu mà gặp những cái trường hợp mà nó đâu cũng toàn là những cái sự nguy hiểm rình rập như vậy, thì cái người mà hôn thì chỉ có một cái nước duy nhất là làm sao giải thoát thôi. Làm sao giải thoát thì ở đây tôi gặp những bốn con rắn độc, rồi lại gặp những cái rồi lại gặp tới những cái sát nhân thù, năm cái sát nhân thù địch, rồi lại tới những cái một cái ngôi làng bỏ trống, rồi lại tới cái kẻ sát nhân thứ cái người thứ sáu là kẻ sát nhân giết người. Thì ở bên cái đầm này, ở bên cái này là một chỗ nước động, đầm lại đầy với những cái hiểm nguy đang chờ trực, thì cái việc mà rút thì cần làm kia, phải làm cách nào để vượt qua bên bờ kia an ổn, trong đó là an ổn. Thì dầu cho không có cái phương tiện, không có phương tiện nào để mà qua bên bờ kia, người đó chỉ có thể với cái sự cố gắng của mình thôi. Thì với sự cố gắng của mình thì ấy kết lại thành một cái bè, rồi tự mình dùng tay dùng sức để mà bơi qua bên bờ kia thì được an toàn. Thì đây là một cái ví dụ để cho hình dung được cho những cái gì thì theo hình dung được một cái sự gấp rút như thế nào trong cái sự vượt qua bên bờ bên kia, bỏ lại bờ bên này đầy nguy hiểm. Thì đây là cái mở đầu để cái những sự ví dụ đó để cho chúng ta hình dung được. Thì sau này thì đoạn sau thì Đức Thế Tôn sẽ nói những cái tương đương như vậy. Thì những sự tương đương đó thì chúng ta cũng đã học. Dạ, có thể một chút mình sẽ trong nhóm mình sẽ cùng trao đổi với nhau vì sao nó lại nguy hiểm như vậy. Dạ, thì Xuân Nga nói đại ý về cái phần ví dụ này trước. Dạ, thì có cái gì cần bổ túc thêm, nhờ anh Thịnh Đức bổ túc thêm thì, hoặc là các bạn có câu hỏi gì hay là có bổ túc gì thêm thì mình sẽ chia sẻ ở đây, và sau đó thì nhờ chị giữ lại đọc tiếp tục. Dạ, sa thú. Thì mình đọc tới đoạn số 9. Thì ví dụ, những cái ví dụ này á, Thế Tôn đưa lên để cho mình thấy sự việc xảy ra đến một người muốn thoát khỏi cái cảnh khổ đau này. Thì chẳng những tỳ kheo mà mình cũng cùng một tâm trạng, nhưng đối với bậc tỳ kheo đã được Thế Tôn dạy, những ai gặp được Thiện Chữ Thích dạy, thì mình thấy những cái điều này, mình đang sống với tất cả những cái gì chung quanh mình mà mình nghĩ an vui hạnh phúc á, thì nó hoàn toàn là đầy sự nguy hiểm chung quanh mình. Thì tôi lại nghĩ thế này, bây giờ chị Diệu Lai đó, chị đọc số 10, số 11 để nói tới đó, cái bốn đại này ý nghĩa như thế nào. Rồi mình đi tới cái phần đó, xong phần tứ đại, rồi mình đi tới số 12 về ngũ uẩn. Theo chị Xuân Nga nghĩ thế nào, chị Xuân Nga? Hay là chị muốn đọc hết? Dạ, sa thúc được. Tại vì mỗi phần bằng nào thì cũng có cái đề tài để cho nhóm thảo luận hết. Dạ. Thì mời chị Xuân Nga đọc số 10, số 11 trước. Rồi sau khi mình thảo luận xong cái phần bốn đại chúng đó, thì bốn đại chúng đó thì mình sẽ đọc tiếp cái phần kế tiếp. Dạ, xin mời chị Xuân Nga. Dạ. Mời chị Diệu Lai, xin lỗi. Dạ. Ví dụ này, này các tỷ kheo, ta làm để giải thích ý nghĩa, và đây là ý nghĩa. Bốn con rắn độc với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt. Này các tỷ kheo, ta đồng nghĩa với bốn đại chủng, địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Dạ. Dạ, mời chị. Thì bốn đại này là đồng nghĩa. Bốn con rắn độc là đồng nghĩa với bốn đại chủng. Thì tại sao mà bốn đại chủng nói là bốn con rắn độc? Thì con rắn độc thì nó cắn chỗ nào là làm cho người ta
đau khổ là gần chết hoặc đã chết. Thì trong bốn đại này, nếu mà trong cơ thể này á, trong cái thân thể này á, được cấu tạo bởi bốn đại, và khi mà mình đem cái thức thức ăn thức uống vào cũng là từ bốn đại để mình nuôi bốn đại này, nó được sống với nhau là nhờ cái sự dung hòa từ bốn đại ngoài và bốn đại trong. Nhưng mà trong cái bốn đại này, nếu mà cái đại nào nó quá mạnh hoặc quá yếu thì nó cũng làm ra cái những cái phiền não, tức là cái bệnh tật, cái gió nhiều quá thì người ấy cũng bị hàn, bị hư hàn mà đau bệnh cho đến chết. Hoặc là lửa nhiều quá thì cũng làm cho bị nhiệt, bị nóng, cũng đưa tới cái bệnh tật cho tới chết. Hoặc là cái thủy nước nhiều quá thì làm phù thủng, làm cho cái thận hư thì cũng sẽ bị bệnh mà chết. Hoặc là cái đại địa, tức là cái đất, nó cái thuộc về tì, nếu mà những cái đất mà nó mạnh quá, nó dư quá thì con người nó sẽ trở nên là trì trệ phong thấp và cũng đưa tới cái đau bệnh và đi tới cái chết. Thì chúng ta thấy trong cái thứ đại này để giữ cho nó điều hòa là một điều khó khăn. Và nhưng cho dù giữ cách nào rồi một ngày nào đó cũng có những cái đại nó sẽ yếu đi, như thế những cái đại kia nó lấn nước lên, thì một trong những cái đại nào mà lấn nước lên thì nó đều mang tới cái hậu quả hết. Dạ, mang tới cái bệnh tật, cái hoạn nạn hết. Thì bốn cái đại này nó cũng giống như bốn con rắn độc, nó trực chờ để mà nó cắn. Thì tùy theo cái đại nào nó mạnh thì nó sẽ làm phá vỡ cái thân thể này theo cái đại đó. Thì đây là cái mà Xuân Nga chia sẻ về bốn đại. Nếu mà vị nào mà có biết về Đông Y thì cũng sẽ thấy rằng để mà quân bình bốn đại này không phải là chuyện dễ. Trong cái cách ăn uống nghỉ để giữ cho sự thăng bằng, thì sở dĩ bệnh tật khởi lên là một trong bốn đại quá yếu và quá mạnh. Hợp đại này yếu thì đại kia nó sẽ mạnh lắm, nó không có giữ được cái quân bình nào. Thì xin hãy chia sẻ cho một đại nhé. Sa thú, các bạn đóng góp thêm cái phần trải nghiệm với cái thân tứ đại này trong cuộc sống này, cái gì nghĩ thế nào? Mục đích Thế Tôn nói những điều này cho chúng ta biết nó có phải như vậy hay không, và mình biết được như vậy mình phải làm như gì với tứ đại? Xin mời. Thì sự thật ra cái phần tứ đại này là những cái bài đầu tiên mình bắt đầu tu tập á, thì cũng được các vị thầy dạy rất là nhiều, hay là nghe qua bằng trên hệ thống TV hay là YouTube. Thì Đức Phật ví dụ thì quý vị cũng đã biết, nhưng mà cái điều mình cần có nhìn thấy đó thì điều quan trọng nhất là ý Đức Phật nói là mình đừng có tốn nhiều thời giờ, tốn kém để mà lo cho cái thân này. Thì quý vị đọc trong cái đoạn kinh số 3 thì nói là mình phải cho chúng ăn, rồi cái khi ngủ phải chăm sóc đủ điều hết, tắm rửa. Đó thì mình luôn luôn phải trong cái đời sống mình, ít nhiều mình cũng phải lo về cái thân của mình, chứ không phải là không. Nhưng mà đừng có bị nó lôi kéo nhiều. Sự thật ra bốn con rắn này đó, mà mình chiều chuộng nó nhiều thì không có cách nào làm thỏa mãn đó. Thì tới cái từng tuổi này đó, quý vị lớn tuổi rồi, quý vị thấy thì thật thì nó cũng không có đòi hỏi gì nhiều nữa.
Nhưng mà có cái là mình làm cũng không có được, tức là già yếu bệnh tật, thì mình phải nhìn nếu những ai còn sức khỏe, còn những cái điều kiện để làm như lúc còn trẻ, thì mình phải tìm cách để tránh xa đó, như lời Đức Phật dạy. Thì ý của bài kinh nói như vậy đó, trong cái thời buổi tùy theo từng lứa tuổi của mình, thì mình thấy điều gì cần làm thì mình phải làm thôi. Thì tôi chỉ đóng góp thêm về cái phần đó. Nếu quý vị không có đóng góp thêm thì mời chị Diệu Lai á đọc số 12, rồi mình trở lên mình coi cái phần Đức Phật dạy về ngũ uẩn như thế nào. Dạ, xin mời chị. Năm tên giết người thù địch, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với năm thủ uẩn: sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Dạ, sao thú. Là thì năm cái tên giết người, tại sao gọi là năm tên giết người thù địch, thì ở đây nó có đồng nghĩa với là sắc thủ uẩn. Thì chúng ta đọc, chúng ta phải cũng như phân biệt được cái sắc uẩn với sắc thủ uẩn là khác nhau. Sắc uẩn là một cái nhóm thuộc về sắc, hoặc là thọ là nhóm thuộc về thọ, nhóm về tưởng, nhóm về hành, nhóm về thức. Thì cái đó là một cái sự tự nhiên. Khi mà có cái đời sống này thì nó có cái sự hiện diện của cái thân và tâm, tức là nó có cái sắc, có tưởng, hành, thức này. Nhưng mà nếu mà gọi là sắc thủ uẩn, tức là một sự chấp thủ vào trong trong một cái uẩn nào, hoặc là trong năm uẩn đó, thì nó là trở thành là người thù địch. Vì sao là người thù địch? Là vì do cái sự chấp thủ vào đó cho nên con người ta mới chịu luân hồi, chịu sanh tử. Mà hễ có sanh là có tử, tức là có chết. Tức là khi mà có sự chấp thủ này thì con đường mà kế tiếp đó là chắc chắn là con đường chết thôi. Thì con đường chết thì nó gọi là cái người giết người, chứ sao cũng là phải chết. Nếu mà mình có sự chấp thủ, chấp thủ vào trong cái xác thì chúng ta biết chấp thủ vào trong cái xác là như thế nào. Mình coi cái xác này là tôi, là của tôi, là tử ngã của tôi đó. Hoặc là tôi có trong cái xác này, bao trong cái xác này là có tôi, cái xác này thuộc về tôi đó. Dầu cho nó ở trong ở ngoài như thế nào cũng là của tôi. Thì đây là cái sự chấp thủ về sắc. Hoặc là sự chấp thủ về cái thọ, là những cái cảm thọ nào khởi lên thì mình đều cho là cái đó là cái cảm thọ của mình. Cảm thọ này của tôi buồn, tôi vui, tôi khổ, tôi ốm, tôi lạc, tất cả nó đều là tôi. Thì khi mà mình thấy là tôi thuộc về tôi, thành ra mình có một cái, do đâu mà mình có cái đó thì mình có cái sự so sánh, có một cái đối tượng, thì nó tạo ra, nó cứ tạo ra những cái sự mà tiếp tục như vậy, để cho cái tưởng, cái hành nó cứ làm việc, để rồi nó được tiếp tục ở trong cái thức, để cho nó nối tiếp cái dòng liên tục của cái tâm như vậy. Thì khi mà có tâm thì cũng có thân. Về theo cái thần y tế, cái thần thủ thắng hay là cái thần thuộc về cái thần xấu xí thì là tùy, thì nó tùy vào cái bản chất của thần. Vì vậy cho nên khi mà có một sự chấp thủ vào đó thì tức là có một cái sự sinh và tử. Thì khi mà một người chết, một người sẽ đeo cái bản án tử hình là sẽ chết lúc nào đó, thì tức là đã bị cái thủ này nó giết rồi. Thành ra thế tồn dí là đó là năm tên giết người thuộc địch. Đối với những cái bậc thánh nhân thì cái năm cái uẩn này nó chỉ là năm uẩn thôi, nhưng đối với những người phàm nhân, những người mà không có biết về Phật pháp thì gọi là năm thủ uẩn, gì chấp thủ nó. Thì sư ngài chia sẻ với tâm mình như vậy. Dạ, sa thú. Ở đoạn số 3 đó thì
cái tôn dạy nói về cái tứ đại thuộc về cái sắc pháp. Thì cái sắc pháp đó, thì Thế Tôn dạy là đất nước gió lửa, mà cái người mà chăm sóc nuông chiều đó thì nói đây là một cái thức. Còn riêng tứ đại đó thì đó chỉ là đất nước gió lửa, nhưng mà cái thức là nói về một cái chúng sanh. Thì chúng sanh bậc trí bậc giải thoát thì không có có cái sự nương chiều và biết là chỉ nương đó để mà có cái sự sống hết một kiếp này. Thì tới phần số 4 á thì nói sự chấp thủ. Số 4 có 5 kẻ sát nhân. Thì 5 sát nhân này đó thì nói rộng hơn thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì sắc á thì nó thuộc về tứ đại, thọ, tưởng, hành á thuộc về danh sắc, thì người ta nói về tinh thần. Nhưng mà thọ, tưởng, hành, thức á thì gom lại có một ý nghĩa là danh sắc. Danh sắc gồm có danh thân và sắc thân. Danh thân là những cái dây thần kinh thuộc hy đại sinh, nó do 4 đại. Còn cái danh thân, danh sắc á, là những cái dây thần kinh, xin lỗi. Còn danh thân á thì nó thuộc về xúc, thọ, tưởng, tư và ái, theo định nghĩa trong 12 nhân duyên á. Thì về cái danh thân, danh sắc tức là danh thân và sắc thân. Danh sắc đó là tứ đại, thuộc về y đại sinh. Còn danh thân á, nó thuộc về xúc, thọ, tưởng, tư và tác ý đó. Thì 4 cái phần này đó, nếu mà trong cái danh thân á, nó phải có thức nương trú, cho nên mới có thể tác ý thành ra một cái thức đó. Khi nào mình học lại 12 nhân duyên với ngũ ứng thì mình ôn lại những cái phần đó. Cho nên chấp thủ ngũ ứng thì chúng sanh bao giờ cũng có cái ngũ ứng sắc, thọ, tưởng, hình, thức. Nhưng mà cái chấp thủ là cái thức, là cái ý. Thì người trí thì biết được như vậy, không có chấp thủ, mình là chấp thủ. Cho nên chị Sơn Nga trình bày như vậy để mình thấy rằng cái ngũ ứng, cái tứ đại thì bao gồm là thân và tâm của một chúng sanh. Thì đối với bậc giải thoát thì không có chấp thủ, nương nhờ sống hết một kiếp này. Thì trong cái thân có thức này, đối với hình tướng bên ngoài, những cái gì thấy được chỉ là một cái phiền não của một vị, còn một cái thân đang sống này thôi. Ngoài ra chẳng có cái gì là các ngài chấp thủ cả. Thì cái phần giải thích đầu tiên để tôi đưa lên như vậy để mình thấy rằng người trí và phàm phu mình đều giống nhau, nhưng khác biệt cái là không có nương chiều với cái thân. Và đối với tâm thì thân ngũ ẩn này các ngài không có sự chấp thủ. Có để mà sống nhưng mà không có chấp thủ. Thì tôi trình bày thêm như vậy đó, quý vị có đóng góp thì thêm, có câu hỏi gì thêm và chị sẽ nghe có đóng góp gì thêm. Nếu không thì mình đọc cái phần số 13. Dạ, sao cũng được. Dạ. Không đóng góp gì thêm thì mình đọc tiếp. Bây giờ mời chị đọc số 13 nói về cái dục tham. Dạ. Tên thứ 6 cướp nhà, giết người với cây kiếm giơ lên, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với dục tham. Dạ. Yeah. Yeah. Thì cái tâm, cái tên giết người thuộc địa ở đâu là nó ở đó. Nhưng mà cái tên thứ 6 này là nó đã giơ kiếm sẵn rồi. Bên kia thì nó còn đi tìm mà lúc nào mà cái gì này còn giờ trong cái năm cái thủ quận á thì nó còn cái con đường sinh tử, nhưng mà cái dục tham này thì nó chắc chắn
là nó đã sẵn sàng giờ kiếm đẹp. Cái điều tham đó là những cái tham muốn mà nó muốn có, nó muốn hiện diện. Thì ở đây nó có, trong cái dục tham này thì chúng ta biết nó có những cái nó thuộc về cái sắc thinh hương vị xúc đó, thì nó thuộc về cái dục tham đó. Thì những cái nào mà ham muốn về sắc thinh hương vị xúc thì nó đều thuộc về cái dục tham. Còn cái tham ái á thì nó lại khác nữa. Cái tham ái thì nó có những cái tham muốn nó thành đạo hơn, nó dị tế hơn. Thì ngay tới Bậc Thánh thì cũng vẫn có những cái tham ái, những cái dục tham này. Thì đối với lại những cái, đối với những bậc phàm phu, và chỉ có những cái bậc tu đầu quần á, thì còn thôi. Còn cái tư đà hàm là đã gần hết luôn rồi. Dạ, cái dục tham đó. Chỉ có Ana hàm là dứt luôn cái dục tham. Nhưng mà vẫn cái tham ái vẫn còn. Tham ái, ái sắc, với ái cảnh giới sắc, cảnh giới dục sắc. Đó là những cảnh giới an tịnh của thiền thì vẫn còn. Thì ở đây chúng ta thấy khi mà cái tên thứ sáu cướp người, giết người với cái kiếm giơ lên, tức là sẵn sàng lúc nào mình tham phải lên muốn cái gì về sắc, về thanh, về hương, về vị, về xúc, thì cái kiếm nó đã sẵn sàng để chém rồi. Tức là nó đã làm cho gì đó phải chết ngay lúc đó, tức là có cái sanh tử liền ngay. Thì xin ngài chia sẻ ở đoạn này thì dẫn tới. Dạ, sa thú. Thì câu chuyện á, thì mình kể á, thì thấy cũng là hấp dẫn lắm. Cái vị này chạy thoát, tránh xa cái ngũ uẩn, thì lại có một cái tên thứ sáu. Tên thứ sáu này nói là sáu căn, sáu tầng tiếp xúc với nhau, thì dính cái sự dính mắt vào cái tham ái, mình con mắt, tay, lưỡi, mũi, miệng, ngó tới cái gì thì cái sự tham dục nó tuôn trào ra, nó không có dừng lại. Cho nên vị này sẽ được thiện trí thức nói là có một người tên thứ sáu đi chạy theo sau lưng bạn, thì bạn phải biết điều đó. Thì những lời Đức Phật dạy đó, con mắt mình thấy sắc, những cái gì cả lạc hạ ỷ đều là vị ngọt nguy hiểm, cần phải xuất ly đó. Thì mình học nhiều về cái phần đó, thì này bạn hãy làm những gì bạn nghĩ là phải làm. Cho nên mình phải biết được điều này, thì ngay trong cuộc sống mình đã trải nghiệm nhiều qua những lời Đức Phật dạy và kinh nghiệm ngay trong cái đời sống của mình đó. Sự ham muốn mình bấy lâu nay thì ngày hôm nay mình làm cũng rất nhiều, làm rất nhiều thì mình cũng đã hiểu. Thì này bạn hãy làm những gì bạn phải nghĩ là phải làm, thì mình vẫn phải tiếp tục đó. Thì mình xin nhờ mời chị Diệu Lai đọc tiếp cái phần số 14 á, phần sáu nội xứ. Dạ. Yeah. Ngôi làng trống không, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Này các tỳ kheo, nếu một người hiền, kinh nghiệm, có trí, tìm hiểu nó với con mắt, vị ấy thấy nó là trống không, là trống không, là rỗng không, là tuyệt không. Nếu tìm hiểu nó với ý, vị ấy thấy nó là trống không, là rỗng không, là tuyệt không. Dạ. Dạ, sa thú. Dạ, sa thú. Thì do cái sáu nội xứ này nó được thành hình để tạo nên một cái chúng sanh. Thì ở đây cái sáu nội xứ thì nó gồm luôn cả ý trong đó, tức là sắc thọ, gọi là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, là sau cái nội xứ này. Nếu mà sáu nội xứ này nó chỉ là những cái căn thôi, nó không là cái gì hết, thành ra gọi là cái rỗng không, cái trống không. Nhưng mà đối với lại cái người mà chấp thụ con mắt, chấp thụ cái tai, chấp thụ cái mũi, cái miệng, cái thân, cái ý này á, gọi là của tôi á, thì nó mới trở thành
nó mới trở thành là một cái nguy hiểm để cho những cái dục tham nó phải lên. Nhưng mà cái thật ra cái mắt tai mũi lưỡi thân ý này nó chỉ là cái căn, nó có cùng thời với lại cái tứ đại này khi mà có cái sắc thân này thôi. Thành ra khi mà một người quán xét vào đó thì thấy nó rỗng không, nó không có một cái gì hết để mà gọi là của ta hay là ta hết, và nó chỉ làm việc theo cái tự nhiên, trong cái sự tự nhiên mà nó đồng hành với lại cái sắc thân này. Nhưng mà mình thì người vô minh thì luôn luôn cho nó là của ta, là ta, cho nên rất là quan tâm đến nó, rất là chấp thủ này nó. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn nói là cái sáu căn này nó là rỗng không, nó là chẳng có cái gì hết. Đó, thì nếu mà người nào mà quán xét được, thấy nó là sự rỗng không như vậy đó, tức là cái vô ngã thì gì nó sẽ đã ly được. Nhưng mà nếu mà thấy nó là của ta thì lúc nào cũng giữ nó, tại vì chính vì thấy của ta cho nên nó để cho nó, khi nó tiếp xúc với ông ngoại thì bắt đầu mới có cái sự việc xảy ra, tức là có những cái dòng những cái sự vận hành mà đưa tới cái dòng sinh tử. Thì ở đây cái sáu mà xứ là như vậy. Dạ, yeah, sa thú. Thì cái sáu nội xứ mình cũng tu tập nhiều, thì nội là ở trong, nó liên hệ về con mắt. Thì mình cũng cùng nhau chia sẻ đó là những cái gì mà mình thấy mà nó không có hiện tiền, tức là do con cái tưởng, cái sắc tưởng đó, sắc tưởng của con mắt, nhãn nhĩ tưởng, thiệt thân và ý, tức là những cái gì mình đã thấy, nghe, biết, đụng chạm, sức, xúc và có cái ý suy nghĩ, nó đã qua rồi hay là vừa qua, nó không còn hiện tại, nhưng mà mình mang nghĩa là cứu cánh, là canh cánh bên lòng á, mình ngồi mình suy nghĩ, chẳng hạn như bây giờ quý vị có đi đâu, thì bây giờ quý vị ngồi lại, quý vị cũng thấy những cái hình ảnh đó, những cái cái bằng sắc tưởng á, là những cái cảnh sắc thân hương vị xúc và pháp á, quý vị thấy hồi tưởng lại thì nó hoàn toàn là trống không, nó chẳng có cái gì sự thật hết, cái ý nghĩa là trống không là nó như vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ đọc tiếp về cái đoạn số 15 nói về sáu ngoại xứ. Yeah. Bọn cướp phá làng này các tỳ kheo là đồng nghĩa với sáu ngoại xứ. Này các tỳ kheo, mắt bị tàn hại trong các sắc khả ái và không khả ái. Này các tỳ kheo, tai bị tàn hại trong các tiếng khả ái và không khả ái. Này các tỳ kheo, mũi bị tàn hại trong các hương khả ái và không khả ái. Này các tỳ kheo, lưỡi bị tàn hại trong các vị khả ái và không khả ái. Này các tỳ kheo, thân bị tàn hại trong các xúc khả ái và không khả ái. Này các tỳ kheo, ý bị tàn hại trong các pháp khả ái và không khả ái. Dạ. Sa thú. Dạ. Sa thú. Ở đây thì sắc thinh hương vị xúc pháp là những cái gọi là sao ngoại xứ. Thành ra khi mà mắt mà thấy sắc thì nó sẽ bị tàn hại trong cái sắc khả ái và không khả ái, hay là tai, lưỡi, mũi gì đó thì nó cũng bị như vậy. Thì giữa cái gọi là khả ái và không khả ái á, là do một cái sự gọi là cái nghiệp cũ á, nó phát hiện ra như vậy, nó phát sanh ra như vậy. Nhưng mà khi mà mình chấp thủ vào trong cái đó, đây là cái khả ái, đây là cái không khả ái, thì lúc đó là con mắt đó mà nhìn thấy gì thì nó bị ảnh hưởng, nó bị tàn hại trong đó. Tàn hại tức là nó từ cái cửa của mắt nhìn thấy cái sắc đó mà nó gieo ra những cái nghiệp tiếp tục. Thì cái nghiệp mà làm cho cái ái thì nó gieo những cái nghiệp tham,
Còn cái không phải thì nó giống nghiệp sân, thì nó dựa vào cái hai cái điều này để mà nó đưa ra những cái, nó đưa đến những cái tiến trình tâm để mà nó duy trì phản kháng, để mà nó tạo ra một sự phản ứng ở trong cái nội tâm. Vì vậy cái sáu hòa xứ thì Đức Thế Tôn ví giống như là cái mấy phá làng á, mấy cái bọn cướp phá làng, tại vì do những cái đó nó tạo ra cái sự vừa ý với không vừa ý. Mà một cái người không biết tu thì cứ đi theo cái sự vừa ý với không vừa ý để mà hành động rồi. Còn một người tu thì biết cái nào vừa ý, cái nào không vừa ý, thì nó chỉ là khởi phát lên. Thì khởi phát lên như vậy nó chỉ là một cái sự gọi là bộc lộ của cái dòng nghiệp cũ. Thành ra gì ấy không có hành động gì hết, để cái nó như nó rơi vào khoảng trống thì nó không có một cái phản ứng lại. Còn nếu mà vị nào mà thấy cái gì điều đó là khái hay không phải thì gì nó sẽ phản ứng lại. Cái sự mà mắt thấy tai nghe mũi ngửi này hoặc là cái ý nhận thức đó thì mình gọi chung là cái gọi là cái tri kiến, gọi tắt nó lại là tri kiến. Tri kiến tức là biết, mà kiến là thấy, thấy biết. Thì trong cái thấy biết của những bậc thánh nhân á, gọi là thanh tịnh, những cái tri kiến thanh tịnh, tức là dễ thấy biết nó là như vậy, nhưng mà dễ không có phản ứng, không có cái nội tâm nó không có bị bắt buộc, nó không có bị gọi là theo cái dòng nghiệp cũ để mà phản ứng lại theo cái khá hay không ai. Còn cái người phàm nhân, cái người không có chánh niệm tỉnh giác, cái người phàm nhân thì không nói rồi, khi mình nó đã phải lên thì cứ làm theo như vậy, hay khỏi ai thì làm theo cái tham, mà không phải thì làm cái sân. Nhưng mà một người tu có chánh niệm thì có cái khả ái hay không phải khởi lên dễ biết, để mình dừng lại, khi mình dừng lại, tức là mặc dầu là nó không có kịp thời kịp lúc, nhưng mà biết dừng lại thì một lúc nào đó thì cái tốc độ của nó sẽ giảm dần, cho tới khi mà nó không có tác dụng. Thì đây là cái cách mà Đức Thế Tôn dạy để cho mình quán xét về dùng cái chánh niệm thiền giác đó ở trong cái thân thọ tâm pháp để mà làm biết dừng lại những cái, để thấy ra cái nghiệp cũ nó phải phát và không có tạo cái nghiệp mới ở cái chỗ này. Thì đối với lại cái sáu ngoại xứ nó sẽ trở thành là cái vọng cố phá lạc, nếu mà không có biết nó, không biết nó do đâu mà nó khởi sinh ra như vậy. Thì Sư Nga chia sẻ ở cái phần này trong cái sự đại ý tóm tắt là như vậy. Sa thú thì cái phần 14, 15 á, về nội xứ và ngoại xứ á, thì cái phần này đó là cái phần mình phải cần quan sát nhiều về sự thật, những cái ngũ ẩn tứ đại, những cái phần đó đó phía trong mà cái sáu căn, sáu trần, sáu thức, xúc, thọ, ái đó, nó nằm ngay chỗ sáu nội xứ và ngoại xứ. Nó luôn luôn hiện thể từng cái nghe, cái thấy, cái biết qua các căn và cái xúc, những trần cảnh đó. Thì bộ cốt phá làng á, thì mình đã trải nghiệm biết được là tất cả những gì mình nghe thấy đều rơi vào trong cái trạng thái cảm thọ. Thì cảm thọ này á, nó liên hệ đến khả ái hay không khả ái, ở đây thì nói như vậy đó. Nhưng mà những cái này á, nó đều đưa vào một cái trạng thái kêu bằng nó tàn hại, nó tàn hại, tức là nó lôi kéo vào trong một cái sự đó là lửa cháy, thiêu đốt
thân tâm cái người đó. Cho nên đối với căn trần thức sáu xứ nội và ngoại thì mình là đang đối diện hàng ngày ngay trong cái cuộc sống của mình. Cho nên những ai chánh niệm tỉnh giác thấy rõ và thấy rõ cái tập khởi, tức là cái nhân, thì người này có cái phần có thấy được cái nguyên nhân, thì đoạn tận những nguyên nhân thì mình cũng đã tu tập từng những cái phần đó. Thì theo tôi thì cái phần nội xứ ngoại xứ này là cái phần chính, còn cái ngũ uẩn tứ đại nằm phía sau đó là những cái phần nó đang xảy phía sau các căn các trần mình. Bởi vì mình cũng trình bày đó, con mắt mình nhìn thấy hay tai mình nghe, những cái điều đó nó đều thể hiện có cái ngũ uẩn, nó cũng có tứ đại, nó cũng có cái sự tu tập, cũng có phát chánh đạo, tức là mình thực hành đúng theo lời Phật dạy. Người mình đó thì phàm phu thì mình nhìn thấy có khả ái hay không khả ái rồi mình chạy theo bị nó tàn hại. Còn người trí, người tu tập trên bát thánh đạo cũng có con mắt nhìn thấy có khả ái hay không khả ái, thì cái vị này không không có, chỉ thấy nó hỷ hay là nó lạc rồi xả, tất cả đều là câu hành xả. Cho nên các ngài cũng có những cái điều này nhưng mà hoàn toàn đưa đến cái sự không có nắm bắt. Thì mình thấy rằng những điều là mình tu tập, mình phàm phu đối với những cái bậc giải thoát đều có những cái đối với chúng sanh cái sự hoạt động nó đều cái cấu trúc, cái hành động, cái tiến trình của một chúng sanh này chúng sanh kia đều giống nhau, nhưng mà cái phần ý thức đó là cái phần trí tuệ, thì chính cái phần đó đó thì bậc giải thoát nó thấy rõ hơn mình, còn mình thì bị nó lôi kéo. Thì tôi trình bày như vậy để mình thấy rằng con mắt, tai, lưỡi, miệng, tất cả những cái gì mà mình thể hiện hiện thể cái nhận thức, thì một chúng sanh và một phàm phu cái cấu trúc, cái tiến trình thân và tâm của hai vị này đó, giống nhau nhưng mà khác biệt cái phần trí tuệ của bậc giải thoát đó, là một cái vấn đề. Thì tới đây mình thấy được tiến trình của một cái vị này theo ví dụ đó, thì nhìn thấy những cái điều này và tránh xa tất cả những cái điều mà thí những cái ví dụ mà Đức Phật dạy trong bài kinh này đó. Thì bây giờ cái vị này sẽ đi đến một cái vùng nước, thì mời chị Diệu Lai đó đọc phần nước, đọc số 16 phần đó. Xin mời chị. Vùng nước lớn này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với bốn bậc lưu: dục bậc lưu, hữu bậc lưu, kiến bậc lưu và vô minh bậc lưu. Anh Tịnh Đức nói phần này hay là em nói? Chị nói luôn chị. Chị nói luôn. Ở đây cái thì em nói luôn cái phần này. Phần cái bốn bậc lưu này là tức là bốn cái gì mà nó giam giữ của con người lại ở trong cái dòng lũ. Nó giam giữ con người trong trong cái dòng lũ, tức là dục bộc lưu, tức là một cái sự ham muốn trong cái dòng lũ mà của cái ham cái dục tham. Rồi hữu bộc lưu, tức là cái trong cái dòng lũ mà muốn có sự hiện hữu, muốn có cái này thành tựu cái này cái kia, tức là muốn có cái sự hiện hữu lại đó. Cho dù là cái sự hiện hữu đó nó cao thượng cách mấy mà mình muốn rằng có, nó cũng sẽ thuộc về hữu bộc lưu. Và cái kiếm bộc lưu cái này rất là nguy hiểm, là tại vì ai cũng bị chính hết, tức là cái sở kiến, của mình, tôi sở kiến của tôi thấy như vậy, tôi biết như vậy, tôi đúng như vậy, anh sai như vậy, hoặc là tôi thế này thế kia trong cái gọi là cái tư duy của mình á.
Thì cái sở kiến đấy cũng là một cái dòng một lưu khiến con người không có thoát ra được. Thì trong cái kiến một lưu này nó có rất là nhiều. Trong cái thủ á, nó cũng có gọi là cái kiến thủ. Kiến thủ này thì kiến một lưu á, nó chỉ luôn cả cái kiến thủ ở trong đó. Chẳng cái là vô hình một lưu, tức là những cái dòng cái dòng nước xoáy, dòng nước lụt của cái sự không biết, không thấy, không biết vô mình. Thì ở đây thì Thương Nga cũng chia sẻ một phần này. Hồi nãy hồi nói chuyện thì về Khải với cả Khải với con Khải đó, thì đây là cái kinh nghiệm mà qua sự tu tập á, mình thấy được, mình được may mắn là mình thấy nó cũng sớm là mình bỏ nó. Như hồi nhỏ đó thì Nga trong tuổi còn nhỏ, từ 7 tuổi này ra có giới, giữ giới năm giới. Nhưng mà ở trong nhà có mấy người anh lớn thì uống rượu, thích uống rượu đó. Có bạn bè tới, má thì hay chịu, thì nó cũng mua một rượu bia. Nhưng mà Nga thì được ở trong chùa, nhưng hồi nhỏ không dám nói gì hết. Tại vì mình nhỏ không có thích, gặp cái cảnh đó là không thích, bỏ đi. Nhưng mà mấy anh lớn thì nghĩ như con nít vậy đi, mình nhỏ giống như con hay gì thôi, mình ra cũng cười cười thôi. Nhưng khi mình lớn lên được á, thì có cái biết cách biện luận, biết cách nói á, thì mỗi lần mà anh về mà muốn uống rượu là có cãi, đã có cãi. Nhưng mà mình thì không có cãi được, nhưng mà mình sợ á. Mình thấy, mình cho rằng cái đó là cái phạm giới. Mình cái kiến thức của mình thấy là phạm giới, cái đó là đúng. Ra mình cũng ép má là không được mua. Nhưng mà anh thì anh coi mình là con đít, thì ra coi mình là nhỏ, cho nên anh thì cả anh cũng mua đó. Thành ra mình bị sân ở trong đó. Mấy lần anh về mình sân bỏ đi chùa thường thì cả 5-7 ngày, có thì cả tháng không về nhà, giận má luôn, giận anh luôn. Thì cái đó mình đâu có biết, mình chưa nghĩ rằng mình đúng. Thành ra mình làm vậy cho má cũng bị buồn. Nhưng mà mình nghĩ mình đúng thôi. Mình không có thích người rượu chè, thích không, cho rằng cái đó là phạm giới, mình cho cái đó là xấu thôi. Không có biết cái sự xả bỏ đó. Cho nên mỗi lần anh về là mình đi tránh mặt đi. Thành ra khi mình học được về cái kinh á, xong rồi học mới nhìn ra được cái đó, cái kiến thuật mình nặng. Mình tưởng mình đúng, nhưng thật ra cái sân si nào cũng không có đúng hết. Cái sân si mà giờ là mình không muốn đủ, nhưng mà mình đâu có quyền bắt buộc người khác, hoặc là mình cũng không có biết cách để mà mình khuyên giải, hay là mình không có biết cách để mà mình quá độ được. Nhưng mà mình lại sân vì mình thương cái nhà mình thương. Cho nên đó, đây là một cái kinh nghiệm để sư Nga nói về cái kiến thức của mình. Có nhiều cái mình thấy là đúng, nhưng mình không nên bắt buộc người khác, không nên để gì cái đó mà mình làm khổ người khác. Thì trong cái bài kinh truyền đạo và cái bài kinh mà làm gọi là tác động tới cái từ tu của tập rất là nhiều, thì Đức Phật nói rằng là cho dù cái sở kiến của ông kia rằng là ông không thích thú một cái gì hết, được Đức Phật khen là nếu mình không thích thú một pháp nào hết thì coi như gần với không tham ái. Thì ông nghĩ cái đó được Đức Phật khen gì, ông rất là hoan hỷ. Nói là chú hay cậu gì của Ngài Xá là có ông trường đạo. Nhưng mà Đức Phật cũng nói rằng dầu vậy, nhưng mà cái tư tưởng đó cũng ông cũng phải thấy là ông không thích luôn. Tức là ông không có chấp thuận vào cái tư tưởng đó, mặc dù ông nghĩ là đúng. Vì vậy cho nên sau cái lần nghe cái học được cái bài kinh đó, cho nên từ đó Ngài mới biết rằng được tất cả những cái kiến thức mà mình cho là đúng á, mình chỉ làm hại mình, hại người thôi. Nó cũng chưa có phải là đúng đâu. Cho nên từ đó sau là với những cái gì mà hiểu của mình, thì mình có thể mình bộc lộ, mình có thể mình tranh cãi, có thể mình gọi là trao đổi, hoặc là đôi khi cũng có thể tranh cãi. Nhưng mà rồi thông bỏ qua, tại vì phải tôn trọng
những ý kiến của người khác, và mình cứ coi như là gọi là không theo, từ bỏ cái sở kiến của mình nhưng mà không có chấp thủ cái kiến của người khác. Đó là cái cách mà tu tập của một cái người mà coi như theo theo nha, thấy là hiểu được thế nào là cái niệm của mình. Thì từ khi như vậy đó, cảm thấy rằng là cái sự tu của mình nó thoải mái, tức là mình biết cái đó là không nên thôi, nhưng mà nói được không nói được thì thôi, không có bị bận lòng nữa, tại vì mọi người sẽ tự tìm được đường của mình. Và mình nếu mà mình có thương người thì mình đừng có để cho người đó rơi vào trong cái sự mà gọi là khó chịu hay là bực bội, tạo cái sóng lưng đạp. Tại vì mình chống đối rất là khắp sơn á, thì mình chỉ có thể hiện bằng cách là mình làm cái thân giáo của mình không làm. Rồi một lúc nào đó người ta thấy nó đúng thì người ta theo thôi. Thì ở đây cái dục á, thì mình cũng đã biết cái tham trong cái sắc tỏ tưởng, tham trong cái sắc tình thương diễn xúc rồi. Còn cái hữu tức là những cái mà mình muốn nó có cái sự hiện hữu. Thí dụ như cần, ví dụ như một người mà tu thật sự cho tới lúc mà gọi là di tế như nữa đó, là một người mà tu mà muốn mình thành tụ quả này quả kia, hay là mơ rồi về niết bàn hay về cực lạc gì đó, là cũng là có cái hữu, là mình có cái sự hiện hữu. Mà cái đó là cái thanh tao thì không nói, nhưng mà cái hữu tức là mình muốn có cái gì đó mà mình muốn nó được nắm cái trong tay đó, thì cái này là hữu. Mà mình lại nói cái chưa có xảy ra, hữu là những cái gì nó chưa xảy ra mà mình muốn có nó đó. Còn cái dục là những cái gì, cái tham muốn mình nó thô thiển. Là cái kiến cũng vậy đó, cái kiến là cái sở kiến là rất là nguy hiểm, khó mà thì trong cái kiến nó có cái nó có một cái kiến thủ nằm ở trong đó, nó gọi là kiến bộc lộ. Thì trong cái vô minh bộc lộ thì chúng ta biết cái vô minh là cái mà không thấy không biết về cái tứ diệu đế. Thì trong cái tứ diệu đế tức không biết được cái nào là cái khổ nó phát sinh từ đâu, không biết cách diệt khổ, không biết cách mà tu tập để mà diệt khổ. Thì đây là đúng bốn cái bộc lộ nó làm cho con người trồi phục sinh tử trong vòng sinh tử. Để Sư Ngài chia sẻ phần này. Dạ, sa thú. Thì cái vị này á, chạy đến một cái vùng đất lớn thì đi diễn tả bốn cái bậc lưu. Thì cái phần kiến bậc lưu á, và vô minh bậc lưu á, đó là nói về cái phần của cái bậc thánh giải thoát, mới là thoát khỏi cái phần đó. Đó, còn hữu với dục á, là những cái phần còn đang tu tập. Thì nói chung quy á, là những cái dục hữu này nó có đều nằm trong cái kiến bậc lưu và cái vô minh bậc lưu hết. Chỉ có Phật A-la-hán là mới là chấm dứt cái điều đó. Thì ở đây nói rằng cái vùng nước đầm là ý là cái sự dơ bẩn, là bậc lưu á, là những cái sự rỉ tuôn chảy, cũng như là cái nguồn suối mà nó rỉ xuống ngoài tạo thành những cái nguồn suối lớn. Thì vị này á, đi tránh né tất cả những cái điều mà được thì trí thức chạy, nhưng mà nhìn chung quanh lại đó là thấy chỉ có những cái dục lưu, dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu đó. Thì người này nhận thức được những cái điều này thì cái phần kế tiếp á, thì mời chị Dư Lai đó đọc tiếp cái phần số 17 để mình thấy đồng nghĩa với cái thân kiến như thế nào. Dạ, xin mời chị ạ. Dạ. Bờ bên này nguy hiểm và hải hùng này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với thân kiến này. Dạ. Dạ, sa thú. Dạ. Dạ, mời chị xin nghe chị. Cái thân kiến là cái nó phát nguồn hết tất cả. Dạ, tại vì người nào mà còn thấy cái thân kiến này, tức là thấy cái thân này là của mình, thấy là thuộc về mình, thì nó sanh ra hết bởi cái chuyện nó, tức là họ muốn có một cái thân.
Dạ, khi mà mình có cuộc sinh, mình muốn có cái đời sống thì đương nhiên là mình biết tạo tác để mà mình có tới kiếp này tới kiếp sau. Đó là mình không có rời nó. Tại vì mình thấy mình thương nó thì từ tất cả những cái điều thiện, điều bất thiện nó cũng đều nằm ở trong cái đăng kiến này. Anh ra một cái gì mà tu đầu quần á, điều đầu tiên á là phải về cái thân kiến này, tức là thấy ra được cái thân kiến này đó là không có thật. Thì ở đây thân kiến thì chúng ta cũng biết hết rồi, nó là cái mà mọi người đều nhìn thấy, cái đó là cái thân kiến, không phải là cái xác thân này đâu, mà cả lòng cả tâm luôn, tức là cái sự sống này nè, họ thấy cái đó là mình, là của mình. À, cho nên mới bảo vệ duy trì, rồi mới tìm cách làm sao cho nó kéo dài, nó luôn luôn có trường tồn, trường hằng. Thì từ cái thân kiến này mà nó sanh ra hết mấy cái tà kiến. Yeah. Từ cái thân kiến này mà nó có cái nhìn cái đoạn kiến, thường kiến, rồi nó có những cái gì mà tạo tác, cái nghiệp tạo tác để cho cái thân này. Thì đây là cái điều mà từ khi mà có nó, tức là có những cái điều của cái sự sự sống này, của tam giới này, hay là của thế giới này. Vì vậy cho nên Đức Phật có nói rằng là cái nguy hiểm là hải hùng, là cái mà nhìn thấy cái thân tâm này là của mình, là mình là tự ngã. Yeah, mời chị Diệu Lai đọc hết đi ha, đọc hết những cái phần còn lại, rồi mình nói cái chung một lượt những cái phần này ngắn ha. Dạ, mời chị. Dạ. Yeah. Bờ bên kia an ổn và không kinh hãi, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với Niết Bàn. Cái bè, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với Thánh Đạo Tám Ngành. Tinh tấn dùng tay và dùng chân, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với tinh tấn, tinh cần. Vị Bà La Môn vượt qua bờ bên kia và đứng trên đất liền, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với bậc A-La-Hán. Dạ, sa thú. Dạ. Dạ, mời chị xin nghe nói hết luôn đi chị. Dạ, mời chị. Dạ, thì đương nhiên là nếu mà khi mà rời được cái thân kiến này, bỏ được cái thân kiến này, tức là đã đi ở trên cái, là đã hướng về tới cái Niết Bàn. Bờ bên kia tức là cái sự an ổn, không kinh hãi, là Niết Bàn. Tức là cho dù vị ấy chỉ rời được cái thân kiến thôi là cũng đã vào cái dòng để đi tới Niết Bàn rồi. Đây cái đó gọi là nhập lưu, để mà đi tới cái biển cả, đi vào cái dòng Niết Bàn rồi. Và cái bè mà để đi thì tương tự vào cái giới định tuệ, là cái Thánh Đạo Tám Ngành. Về Thánh Đạo Tám Ngành chúng ta cũng biết nó là cái gì, nó là cái dựa trên cái giới định tuệ. Và cái sự tinh tấn là cái điều mà gọi là cần thiết nhất, tại vì trong tất cả cái 37 phẩm trợ đạo đó, chúng ta thấy là cái đạo nó cũng hướng tới cái sự tinh thần, tinh cần tinh tấn. Và một cái người mà đứng lên qua bên tới bên kia vững chắc và đứng lên trên đất liền thì là bậc A-la-hán. Còn khi một vị mà rời được cái thân kiến, tức là đang nhập vào cái dòng để mà đi qua cái bờ bên kia, đương tựa vào cái bè là cái ba chánh đạo. Thì ở đây chúng ta thấy Chúa Thế Tôn ví dụ như vậy để cho các vị tỳ kheo được sanh tấn, được khích lệ, để biết được cái chuyện gì nên làm và chuyện gì nên bỏ ở đây. Dạ, sa thú. Thì qua bài kinh này với những cái ví dụ đó, thì mình cũng đã học từng phần. Thì đoạn 16, 17, 18, 19, 20, 21 còn lại thì nói với người còn sống trong cái sự luân hồi á, thì đứng bên bờ bên này, mà bờ bên này thì ngăn cách bởi một cái vùng nước lớn, thì nó có dục hữu kiến và vô minh lậu. Mà bờ bên đây á, thì rất là nguy hiểm, tại vì nguy hiểm là do cái có cái thân mà mình chấp thủ, cái kiến
thành kiến, cho nên bậc vị lưu là phải vượt qua cái phần thành kiến này, mà chính vượt qua cái phần thành kiến này đó thì mới có thành tựu được. Tức là người đã đi vào đạo thì khi vào những cái chi đạo đó, là những cái phiền não đương nhiên nó bị những cái sát na đạo thì nó làm hao mòn tự một cách tự nhiên. Là tại vì khi vào đạo á, quý vị biết rằng cái chi tinh tấn á nó phát huy rất là mạnh liệt. Thì quý vị cũng đã thấy rằng bát chánh đạo á, thì sự thật ra tôi cũng có nói chuyện với chia sẻ vài vị thì mình nghĩ rằng nó rời rạc, mấy lâu nay mình học ngũ uẩn rồi giới rồi căn trần thức rồi quy diệu pháp một cách rời rạc, nhưng mà sự thật những cái điều mình làm đối với những cái pháp thiện thôi, điều nó nằm trong cái những cái chi đạo mà mình không có biết, mình cố gắng làm điều thiện thì đương nhiên do sự tinh tấn hàng thường xuyên hàng ngày đó thì điều thiện lúc đầu thì nó không có, nó thô, nó không hợp trí, nó có cái phần hay là không có mãnh liệt. Thì nhờ một cái thời gian mình làm thường xuyên như vậy đó thì sự tinh tấn nó phát huy tới một cái giai đoạn nào đó, mình làm điều thiện nó vô trợ, nó có hợp trí, mình thấy rất là nhanh chóng và mình phân biệt được cái điều thiện nó đầy đủ hơn và có cái sự hướng đến một cái sự buông xả tất cả hết. Thì diễn tả đây là dục hữu kiến vô minh. Thì mình thấy những cái điều này á, thì mình thấy rõ ràng Đức Phật dạy nó có cái sự tuần tự, khi tuần tự mình tu tập thì những cái điều gì mình làm mình nhận thức được, mình tu tập á, đều do là cái chánh kiến đầu tiên hết. Mình thấy được rõ cái việc mình đang làm đáng làm. Nếu mình không có chánh kiến thì không bao giờ mình có cái sự tác ý như lý để thành tựu. Thì khi mình làm thường xuyên được như vậy thì sáu cái chi phần đầu tiên đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, nhất là chánh tinh tấn. Quý vị làm điều thiện, quý vị nghe lời dạy của bậc thiện trí thức, quý vị làm không có chấp thủ, thực hành một cách thường xuyên, phát huy đầy đủ do cái chánh kiến đó, và những cái chi phần làm liên tục á, nó luôn luôn nó bổ sung với nhau, nó đều là một cái nhất vị hết nếu mình làm đúng. Thì một ngày nào đó mình làm được như vậy thì mỗi lần mình niệm á, quan sát á, là đều nó có những cái sáu cái chi phần đó, nó hỗ trợ. Thì đương nhiên sáu chi phần hỗ trợ cái niệm thì luôn luôn có phát tệ đầy đủ hết định và tệ ngay chỗ đó liền. Thì nói sự thật ra đó, bát chánh đạo á, thì mình không hiểu thì xa vời, nó rời rạc, nhưng mà sự thật mình thực hành đúng theo lời Đức Phật dạy, dầu là mình giữ giới thì mình cũng đang thực hành bát chánh đạo, mình cũng đang thực hành bát chánh đạo, mình nghe pháp nó cũng nằm trong cái bát chánh đạo chứ không phải không đâu. Đó, thì mình được may mắn, quý vị có nhiều vị học nhiều nơi thì nghe biết nhiều, rồi quý vị nhìn chung lại những cái nào cần thiết, quý vị quan sát, quý vị tư duy để nhìn thấy rút ngắn cái thời gian tu tập mình, và nhờ cái sự tinh tấn như vậy đó mình sẽ được một cái sự hiện tại lạc trú với cái mức độ của một bậc là hướng đến cái sự chấm dứt những cái sự sầu bi khổ u não trong cái thời trong cái cuộc sống mình đó. Thì tôi mong rằng quý vị hiểu được bài kinh này, áp dụng mình đang làm những cái điều gì đối với cái thân ngũ uẩn tứ đại, các căn các trần thức mình bấy lâu nay mình học. Thì đây là một cái bài đầu tiên nằm trong cái phẩm rắn độc. Rắn độc này có 10 bài tất cả. 10 bài này đó có nhiều cái câu chuyện là đúc kết lại những câu chuyện mình tu tập với hồi nãy. Thì
thứ bảy mình sẽ đi tới cái câu chuyện tiếp tục trong cái phẩm Rắn Độc này, thì quý vị sẽ thấy rất là bổ ích dùng những cái ví dụ này để mình thấy rằng cái sự tu tập của mình đó nó rất là phấn khởi, nó không có khô khan. Tại bây giờ mình cũng hết giờ, quý vị có đóng góp gì thêm nữa không? Nếu không thì mình hoàn lễ. Rồi quý vị không có câu hỏi, không có đóng góp gì thêm, mình hoàn lễ hả chị Xuân Nga? Dạ. Dạ, mời quý vị cùng tôi chắp tay hồi hướng. Dạ, xin mời quý vị. Dạ. Mô Phật, chúng con xin chia điều phước báo tu tập này về thiên 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 cõi trời thiên 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 thần chư Phật đồng điều phước báo nhau cả thể. Chúng con cũng xin chia điều phước báo tu tập này về các bạn tu tập trên lai tham bằng mỹ thuật cho mẹ hiện tại của chúng con nhân thiên sống lâu âm vui hạnh phúc thành công trong cuộc sống. Nói chân trí tuệ đoạn giảm phiền não, chúng con xin chia điều phước báo tu tập này cùng bà cha mẹ tham bằng mỹ thuật quá nhân những lời nhận của chúng con. Nhờ quá trình con đạo thượng bao nhân thiên sống lâu âm vui hạnh phúc thành công trong cuộc sống, sống gặp Phật pháp tu tập thì đồng nhập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ sa thú, sa thú. Dạ chúc quý vị dạ sa thú, sa thú. Dạ cảm ơn hạnh phúc, nhân vui. Dạ xin chào chị Sông Nghe. Dạ happy Thanksgiving. Dạ xin chào. Dạ cảm ơn chị. Dạ kính chào các chị.